Rượu cần là món đồ uống không thể thiếu được của người dân Tây Nguyên trong các dịp lễ Tết từ bao đời nay. Nay nó đã trở nên phổ biến trên khắp mọi miền đất nước và loại rượu cần được du khách yêu thích nhất đó chính là rượu cần được nấu từ hạt bo bo. Và hạt bo bo sau khi chà thật sạch vỏ thì ta chỉ lấy cái phần hạt bên trong giống như hạt gạo á. Thật là nguyên chất, không trộn thêm bắp nhé. Và cái khâu nấu cơm cũng cực kỳ quan trọng, phải đảm bảo là cơm được nấu chín đều hết, không hề bị sống, không bị khét và cũng không bị nhão, cũng không bị khô quá nhé. Và sau khi cơm đã nấu chín xong rồi á, thì mình đổ ra những cái mẹt hay là cái bạt để cho cơm thật là nguội này. Đó, và cái men thì đã được chuẩn bị sẵn từ cái vỏ cây men ở đấy ở trong rừng nhé. Đó, rất là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Men thuốc bắc rất là thơm và trộn men vào trong cơm. Rồi trộn thật đều và ủ vào trong những cái chén như thế này, đậy kín nắp lại. Và sau tầm khoảng 1 tháng thì mình đã uống được rồi nhá. Và khi uống thì nhớ là đổ thêm nước dừa và gài lá mít lên trên bề mặt. Nhâm nhi cùng khô bò, khô gà hay là thịt nướng cho ấm áp hơn nhé.